Tử Vi Việt Nam xin kính chào tất cả các bạn. Đã mấy hôm Tử Vi Việt Nam không có cơ hội để lên online để hướng dẫn rồi chia sẻ với các bạn về các la số tử vi, vì mấy hôm vừa rồi các thầy Tử Vi Việt Nam bận các khóa lễ liên quan tới việc giải vong hóa cốt, rồi cũng di cung hoán số cho một số các tín chủ tại Linh Quang Điện Hà Nội. Hôm nay mới có thời gian online để chia sẻ với các bạn một la số tử vi tương đối hay để cho những người yêu thích môn tử vi và các bạn đang nghiên cứu về tử vi có một cách luận đoán la số tử vi theo các yêu cầu của khách hàng. Đây cũng một la số rất là thú vị nên là Tử Vi Việt Nam muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thêm cách nhìn nhận để tìm được giờ đúng để luận lại giải la số tử vi cho các đương số. Đây là email mà đương số mã số 1011 email cho về cho Tử Vi Việt Nam. Nội dung như sau: con chào thầy ạ, con kính con gửi thầy một số thông tin cơ bản. Con là nữ, cao khoảng 1m53, nặng 48kg, là con trưởng, dưới còn một em gái. Thì thưa các bạn, nữ là một thông tin, cao 1m53 là một thông tin, và nặng 48 cân này cũng là một thông tin để chúng ta dựa vào đấy thì chúng ta luận đoán xem là cung mệnh của họ sẽ là sao gì. Và là con trưởng, con trưởng cũng là một thông tin để chúng ta luận đoán, và dưới còn một em gái. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ biết là đây cũng là một thông tin. Thì lát nữa chúng ta so sánh xem cái lá số đấy giờ sinh có những cái thông tin này giống như thế không. Và sinh ngày 15 tháng 11 năm 1988. Giờ sinh, mẹ con chỉ nhớ sinh con xong ra giường nằm là lúc trống đánh tan học buổi chiều Đấy, vậy là sau trống tan học buổi chiều thì các bạn sẽ luận là gì? Hoặc là từ 3 đến 5 giờ chiều, hoặc là từ 5 đến 7 giờ chiều, đã chỉ có 2 cung giờ thôi. Và chúng ta phải dựa vào cái thông tin này để chúng ta luận xem là bạn này sinh vào trước 5 giờ chiều hay là sau 5 giờ chiều. Hồi còn nhỏ con suýt chết nghẹn, đây cũng là một thông tin. Thông tin con học bình thường, con trượt đại học 1 năm 2007. Và con học cao đẳng Bách Khoa Hà Nội. Năm 2010, người yêu con mất vì tai nạn giao thông. Đây cũng là một thông tin. Nếu như năm 2010 mà có sao tăng môn đấy, hoặc là có sao tăng môn điếu khách mà nó chiếu vào cái cung năm 2010 này, thì đấy là một thông tin nó sẽ đúng với cái la số tử vi của bạn ấy. Cùng năm đó, con thi liên thông Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm 2013, con tốt nghiệp và đi làm luôn cho một công ty chuyên sản xuất nguyên liệu làm thực phẩm chức năng. Năm tháng 1 năm 2014 con lấy chồng. Tháng 5 năm 2014 hai vợ chồng chia tay. Và tháng 7 năm 2014 có một bé trai. Hai mẹ con sống với nhau. Đến nay con vẫn làm một công ty từ lúc tốt nghiệp ạ. Và cái sự yêu cầu của bạn ấy, yêu cầu là thầy con gửi xác nhận với ngân hàng rồi và yêu cầu các thầy tử vi Việt Nam xem tử vi cho bạn. Thì khi các bạn nhận được một thông tin như thế này thì các bạn sẽ phải lập lá số dựa trên cái ngày dương lịch, tháng dương lịch và năm dương lịch. Thì các bạn vào phần mềm lập lá số tử vi này. Đấy, các bạn sẽ đánh tên. Các bạn sẽ đánh tên mã số, rồi đánh ngày dương lịch 15 tháng 11, rồi là nữ thì tích vào nữ, năm 1998 đánh vào đây. Và các bạn thử, thứ nhất là trước 5 giờ thì có thể là 16 giờ 5 phút, đây là trước 5 giờ, trước 5 giờ chiều. Đấy, sau đấy là ăn sao. Đấy, ăn sao nó sẽ ra lá số bạn ấy sinh vào giờ nhâm thân, thì nó có lá số là mệnh là thiên cơ cự môn miếu địa. Nằm ở đây. Nằm ở cung mão này. Đấy. Rồi chúng ta, đấy là một dữ liệu. Dữ liệu thứ hai là chúng ta lập một lá số sau 17 giờ, có nghĩa là từ 5 giờ
17 giờ đến 19 giờ là một khung giờ khác. Thì giờ đấy chúng ta gọi là giờ Dậu, giờ Quý Dậu. Thì cung mệnh của bạn ấy nó sẽ chạy lùi một cung và nó sẽ về đây, mệnh sẽ là sao Tham Lam. Đấy, Tham Lam đắc địa nằm ở đây, nằm tại cung Dần. Và bây giờ chúng ta phân tích xem lá số tử vi này với những thông tin của bạn đưa ra thì bạn sẽ sinh vào giờ nào. Tử vi Việt Nam xuất ra hai ảnh. Ảnh thứ nhất là bạn sinh vào giờ Nhâm Thân. Đấy, thì cung mệnh có sao Thiên Cơ Cự Môn biểu địa nằm tại đây. Và lá số thứ hai là bạn sinh vào giờ Quý Dậu và cung mệnh có sao Tham Lam đóng tại cung Dần. Thế thì chúng ta phải nhớ thông tin của bạn đưa ra là gì. Đầu tiên là bạn có một người chị em gái, một người em gái. Thì chúng ta xem này, trong cái cung lá số này á, thì Nhật Nguyệt hai sao Thái Dương Thái Âm này đóng đồng cung. Đấy, mà gặp sao Triệt thì nó đảo dấu thì nó vẫn thế 50-50. Nghĩa là có thể là có anh chị em nam, có thể là nữ, thì chúng ta không phân biệt được, có thể là nam, có thể là nữ. Và với lá số giờ sinh bên cạnh, giờ sinh là giờ Nhâm Thân, thì cung huynh đệ của bạn ấy thì là có sao Tham Lam, có dấu trừ trước chính là sao Âm nằm ở cung Dương. Thì chúng ta cũng chưa chắc đã luận được là nam hay là nữ, nhưng cả hai lá số này thì ví dụ như lá số sau này thì lá số này cũng là 50-50, bởi vì cung Dương sao Âm đóng tại cung huynh đệ. Tiếp theo chúng ta xem dữ liệu về cung chồng của bạn. Nếu mà bạn ấy sinh giờ này, nếu mà sinh vào giờ giờ Quý Dậu thì mệnh là Tham Lam. Thì chúng ta xem những sao gì chiếu vào cung mệnh của bạn nào. Thứ nhất là bạn có Thiên Mã tại mệnh này, Hóa Lộc này nằm tại mệnh. Đấy. Long Trì Vượng Cát chiếu vào mệnh, Thiên Tài nằm cung Quan Lộc chiếu vào mệnh. Đấy. Và Hóa Quyền, cái sao Hóa Quyền nó ở đây nó chỉ giáp mệnh thôi, giáp cung mệnh của bạn ấy. Và cũng chưa nói lên được là bạn ấy ở cái giờ này là bạn ấy có phải là con trưởng hay không, bởi vì nữ cái việc phân biệt con trưởng là khó hơn là nam. Nhưng ở giờ sinh này thì mọi người để ý rằng bạn ấy triệt cung phu thê. Đấy, triệt cung phu thê, cái triệt này là mất, cái chia tay, cái mất mát nằm ở cung chồng. Đấy. Thì với lá số bên này, với lá số cung mệnh của bạn ở đây, Thiên Cơ Cự Môn, thì cung chồng của bạn là Thái Dương Thái Âm, nhưng gặp triệt Nhật Nguyệt lại gặp tuần triệt mới tốt, thì nó đóng ở cung này thì lại tốt, thì lại cái khó mà chia tay chồng. Đấy. Nếu với lá số này thì khó chia tay chồng hơn, vì lá số này thì cung chồng thì lại tốt, Nhật Nguyệt gặp tuần triệt. Đấy. Thì lại hợp lý. Tiếp theo nữa là với lá số này thì bạn ấy thân thân cư Quan Lộc. Đấy, thân cư Quan Lộc mà có sao Địa Kiếp Phục Binh đóng cung Quan Lộc thì cũng khiến cho cung Quan Lộc của bạn này cũng là thất thường. Đấy, cung Quan Lộc cũng có Địa Kiếp ở đây là không ổn định, rồi địa không của cung mệnh chiếu lên nữa làm cho bạn ấy sẽ không ổn định trong công việc. Nhưng lá số này bạn ấy ra trường một cái thì bạn làm ổn định luôn, thì nó sẽ hợp cái lá số mà mệnh Tham Lam hơn. Đấy. Tiếp theo nữa là ở lá số mệnh Tham Lam này, số mệnh Tham Lam này thì bạn sẽ có hai cái sao Âm Vũ Khúc, cung con của bạn ấy. Đấy, cung con này, cung con của bạn thì có đứng đóng một cung Âm, gặp sao Dương gặp sao Tuần thì nó đảo dấu, đảo dấu, nên cũng khả năng có con trai là lớn. Ở bên lá số bên này thì cung con của bạn ấy cũng hai sao Âm, gặp sao Triệt nó không đảo dấu thành Dương thì nó cũng có thể là con trai là chính. Vậy chúng ta mà dựa về số huynh đệ rồi số con thì chúng ta sẽ không luận đoán được với một người trẻ như thế này là bạn ấy sinh giờ nào. Và cái cân nặng và chiều cao
của bạn đấy, nó cũng sẽ khó để chúng ta phân biệt được. Vậy chúng ta phải luận tới đại vận của bạn ấy. Ví dụ các bạn để ý này, bây giờ chúng ta luận tới cái thông tin như thế này. Thông tin là bạn ấy có một cái tang năm 2010 đấy, của người yêu bạn ấy mất. Thế thì chúng ta để ý này, năm 2010 bạn này sinh năm 1988. Vậy năm 2010 thì chúng ta lấy 2010 mà trừ đi 88 là 22, cộng với 1 là năm đấy bạn 23 tuổi. Vậy chúng ta xem lá số nào năm 23 tuổi người yêu bạn ấy mất. Đấy, đây, lá số của mệnh tham lang. Thì các bạn tính xem năm 23 tuổi cung nào nhé. Đây là 2 tuổi trở ra, 12 tuổi trở ra, 22 tuổi trở ra. Vậy 23 tuổi nó sẽ đối xứng. Đây, nó sẽ nằm cung này, cung ngọ. Thì các bạn nhìn này, nằm tại cung ngọ, năm 23 tuổi, bạn có cái sao tang môn thiên hình. Đấy, tang môn thiên hình, kình dương là cái sao bất đắc kỳ tử. Đấy, mà nó cung quan lộc thì nó lại xung chiếu với cung chồng của bạn đấy, cung người yêu, cung chồng này. Đấy, nên là năm đấy bạn ấy có cái tang, cái sự đau đớn đấy, nằm ngay ở cái cung này. Đấy, và cái năm đấy bạn cũng thi đỗ đại học, bởi vì năm đấy rơi vào cung quan lộc có sao thất sát miếu địa. Đấy, là cái năm mà bạn lại thành công trong công việc, nghĩa là năm vừa có tang này vừa có thành công trong công việc, là bạn ấy đã thi đỗ vào trong bách khoa. Thế thì nếu với cái mệnh nằm cự thiên đồng, thiên cơ cự môn miếu địa ở cung này, thì năm 23 tuổi của bạn ấy, thì chúng ta sẽ nhìn này, năm 22 tuổi đây, thì năm 23 sẽ đối xứng cũng là cung quan lộc. Đây, cũng là cung quan lộc này. Thì năm đấy có địa không địa kiếp chiếu vào. Đấy, nhưng nó chỉ nhị hợp với sao tăng môn thôi, chứ nó không nằm tăng môn nằm tại chính cung này, nên nó sẽ khó diễn ra cái việc có tăng. Đấy, và cái năm này là công việc của bạn ấy cũng vì có sao địa kiếp đóng, cũng là cái năm không thành công được trong công việc phục binh cung quan lộc. Đấy, nên là bạn ấy không cái lá số mà thiên đồng thiên cơ cử môn này rất khó là lá số của bạn. Lại một dữ liệu nữa là năm 2014 là năm bạn ấy lấy chồng. Đây ạ, năm 2014 lấy chồng. Thế thì và bỏ chồng luôn năm 2014 đấy, nên là cách nhau có 4 tháng thôi. Thế thì chúng ta phải nhìn này, vậy thì cái niềm vui và nỗi buồn của bạn đi song song với nhau. Năm 2014 và năm 2014 thì bạn đấy sẽ là bao nhiêu tuổi? Là 27 tuổi. Thì chúng ta luận tiếp. Ở lá số này, năm 2014 bạn ấy 27 thì chúng ta luận này 22, 23 trên này, 24 lùi sang phải, 25 lại rào quan lộc, 26 sang cung điền trạch, 27 sang cung phúc đức. Đây cung này. Đấy, năm 27 tuổi này năm bạn đã lấy chồng này. Đấy, thế thì cái lấy ở năm này thì theo lá số mà mệnh thiên cơ cử môn ấy, mà lấy chồng cái năm có sao thiên hỷ thì cũng có thể đúng, nhưng không có lý do ở nằm ở cung này thì không có lý do mà chia tay người yêu lắm, chia tay chồng, bởi vì nó cái việc chia tay một cách đường đột trong hôn nhân thì nó tác động mạnh nhất là bởi sao phá quân, thì nằm tại cung này thì nó lại không tam hợp với sao phá quân và cũng không xung chiếu với sao phá quân. Đấy, thế thì ở cái lá số mà mệnh thiên cơ cử môn miếu địa này thì khó câu chuyện vừa lấy năm lại cái năm 2014 mà chia tay, mà cũng không có cái dấu hiệu là có con, bởi vì nó cũng chả tam hợp với cung con, nó cũng chẳng xung chiếu với cung con, nó cũng chẳng nhị hợp với cung con. Đấy, và cũng không xung chiếu và nhị hợp với cái sao, ví dụ sao thai hay mộng dục, không thấy cái dấu hiệu đấy. Vậy cái lá số này thì không đúng rồi, mệnh thiên cơ cử môn là không đúng. Và với lá số này thì sao? Với lá số mệnh tham lang thì năm 20 năm bạn 27 tuổi thì bạn ấy sẽ rơi vào cung này 22 này, 23, 24, 25, 26, 27, đây rơi vào cung phúc đức. Đấy, vào cung này. Thế thì bạn ấy cưới là cưới tháng 1 năm 2014 thì nó rơi tháng 1 đấy là bạn ấy tháng 1 dương, thì nó đang rơi vào tháng 12 âm lịch của năm bạn ấy 26 tuổi. Đấy, thì năm đấy bạn có thiên hỷ đây này, có sự cưới xin. Đấy, và cùng cái năm 2014 dương lịch, nhưng cái năm cái lúc cưới thì bạn ấy đang là năm 2013 âm lịch, và lúc sang năm là cái năm 2014 đây, tháng 5 năm 2014 chính là năm 2014 âm lịch rồi, thì nó có một chòm sao
là phá quân. Đây, phá quân gặp sau tuần đây, đắc địa gặp tuần thì nó sẽ xấu, và nó chiếu vào cung năm bạn 27 tuổi nên khiến cho hôn nhân của bạn trục trặc. Tiếp theo năm đấy bạn ấy cũng có con, bởi vì sao? Bởi vì cung Phúc Đức của bạn đấy, đây nó rơi vào cung này. Thế thì rơi vào cái cung này á, thì bạn ấy còn có cái sao thai này, là cái sao để chứng tỏ cái việc đấy, chiếu vào cái cung đấy. Đấy. Rồi bạn ấy là người có bầu trước, bởi vì bạn ấy sau khi cưới chồng có 7 tháng là bạn ấy sinh. Vậy là bạn ấy sẽ có con, phát hiện được cái việc có con của bạn ấy năm 2013 này, năm này, vì năm đấy nó lại xung chiếu với cung con. Đấy. Đấy, với những phân tích vừa rồi thì các bạn thấy rằng là nó rất logic trong cái việc cái thông tin mà bạn nữ này đưa ra cho tử vi Việt Nam. Ngoài ra ấy, về cân nặng thì cái sao tham lang đắc địa này thì là những người mà cũng không được, phụ nữ mà tham lang đắc địa cũng là một người nhỏ nhắn xinh xắn, và nó phù hợp với cái năm một cao 1m53 và 48 kg, thì tham lang đắc địa này rất hợp hơn. Còn cái thiên cơ cư môn hai sao này miếu địa thì là hình dáng của bạn lại khác, đấy hình dáng lại khác đấy. Và cái chòm thiên cơ cư môn này cũng không phải là cái chòm sao mà đây là của một người ăn nói, một người buôn bán, một người làm chính trị đấy, thiết khách làm quân sư, chứ không phải là một người học kỹ thuật như bạn này đấy. Nếu kỹ thuật tham lang này này rồi thiên mã tại mệnh này, nó chứng tỏ bạn này là một người có năng khiếu về kỹ thuật, và cái nghề của bạn có sao thất sát này để học học ngành bách khoa đấy, thì tương đối phù hợp. Vậy sau những phân tích thì chúng ta xác định rằng cái giờ mà chống tan trường chắc chắn là sau 5 giờ. Thì bây giờ chống tan trường buổi chiều nó rơi vào khoảng 5 rưỡi, thì nó rất phù hợp với cái lá số mà mệnh tham lam của bạn đấy. Vậy là bạn ấy sinh khoảng hơn 5 giờ chiều. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần luận giải. Với những thông tin của bạn đưa ra thì bạn vừa có con trai, bạn có con trai đấy, đấy có một bé trai này. Bạn lấy chồng năm 2013 âm lịch và bỏ chồng năm 2014 dương lịch đấy, thì rất là chuẩn với cái la số này, số mệnh tham lam này. Rồi bây giờ chúng ta luận giải. Thứ nhất là bạn có cung mệnh, mệnh của bạn có một cái sao gọi là sao tham lang, là một người phụ nữ mà dám làm dám nghĩ, và những người phụ nữ mà có sao tham lang là những người có kỳ vọng lớn, dám nghĩ đến việc lớn như đàn ông, nên bạn ấy dám sẵn sàng bỏ chồng và đương đầu với cuộc sống, tự kiếm tiền và nuôi con. Đấy là sao tham lang tại mệnh. Rất may cho bạn là bạn có một cái chòm sao mã khốc khách nằm tại cung mệnh của bạn, thiên mã đây, thiên mã, thiên khốc và điếu khách là cái chòm sao quý nhân phù trợ, và chòm sao là người nổi tiếng nằm ngay tại cung mệnh của bạn đấy. Và với những người mệnh mộc, đại là mộc đây đấy, thì tương đối ổn, bởi vì thiên mã ở đây thì cũng nằm ở cung mộc, nghĩa là mộc cục mộc mộc hòa bản mệnh, thì ý chí của bạn cũng thuộc dạng là tương đối ổn ổn định, không cái thiên mã nó không khác với mệnh của bạn. Thì sau cái 32 tuổi thì bạn này sẽ rất tốt, bởi vì lúc sau 32 tuổi thì bạn đấy là thủy thủy nhị cục đấy, cục của bạn sẽ thủy, và thiên mã lúc này là mộc thủy dưỡng mộc thì sẽ làm cho thiên mã của bạn ấy tốt hơn. Thì sau 32 tuổi thì ý chí của người phụ nữ này sẽ rất là tốt, còn kiên cường hơn ngày xưa rất nhiều đấy, và rất tốt hơn nữa. Bạn có một cái sao cung phu thê là gặp sao triệt đấy. Vậy trước 32 tuổi là bạn nếu lấy chồng chắc chắn là sẽ phải chia tay chồng, vì sao triệt đóng ngay cung phu thê của bạn đó, và bạn còn thêm chồng nữa, bởi vì bạn phải để ý này, tả hữu nhị hợp với cung chồng của bạn đấy, là bạn cũng sẽ có thêm một người chồng thứ hai, và người chồng thứ hai của bạn dễ là người đã có một gia đình, có gia đình rồi, bởi vì tả hữu nằm cung phu thê. Về cung con của bạn đây, bạn sẽ có con trai đầu lòng sao dương đóng ở cung âm, được sau tuần đóng thì nó đảo dấu cái cung âm này thành cung dương, nên là sẽ có con trai đầu lòng thuận lợi. Bạn có một cái sao hóa lộc tại mệnh, nên là bạn cũng là một người chăm chỉ kiếm tiền và kiếm tiền tương đối ổn, hóa lộc.
nhưng bạn để ý rằng song hao tối hiểm hóa lộc thì bạn cái hóa lộc của bạn nó nằm ngay với tiểu hao đại hao đó, nên là bạn là người sau này kiếm tiền thì kiếm tiền đâu thì tiêu đấy, kiếm đâu tiêu đấy, bởi vì sao đại hao nó sẽ tiêu hết mất của bạn đấy. Sau này bạn phải ngăn cản cái song hao tối hiểm hóa lộc này, phải dùng biện pháp phong thủy để bạn ngăn cản bớt cái số tiền của bạn nó chảy mất. Thì nó khiến cho bạn kiếm tiền thì được nhưng mà tiêu tiền thì kinh khủng đấy, nó nhanh mất nhanh hết. Cung cung con của bạn có sao tuần đóng ở đây đấy, nên là bạn với con bạn cũng sau này cũng không 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 xa không gần nhau, nên là cũng không ở cùng bạn mà cũng không xa bạn, nó làm cho mẹ con cũng hơi xa cách một chút. Cung tài bạch bạn có sao phá quân, sao phá quân nằm cung tài bạch thì bạn biết rồi là nửa đời đầu nó rất vất vả về chuyện kiếm tiền, nhưng nửa đời sau cái sao phá quân này sẽ giúp bạn kiếm tiền tốt hơn, ổn định hơn. Tiếp nữa là cung thiên di của bạn, cung thân lại cứ thiên di nên là bạn chủ về hay thay đổi chuyển đổi, và hiện bây giờ bạn đang làm ổn định tại một doanh nghiệp thì sẽ khiến cho bạn sẽ rất là, nếu như cái công việc của bạn hay phải đi lại thì nó sẽ sớm giúp cho bạn tốt hơn, nhưng nếu mà công việc ngồi một chỗ thì sẽ không phù hợp với bạn và bạn phải lập tức thay đổi, bởi vì thân cư thiên di chỉ phù hợp với di chuyển thay đổi hoặc là sống xa quê xa nhà thì mới thành công, nên bạn chú ý có thể bạn sẽ tính một con đường đâu đấy đi xa, có thể sang nước ngoài bạn sống hoặc là vào miền Nam bạn sống thì sẽ phù hợp hơn với lá số của bạn. Đấy, về cung phụ mẫu của bạn, tử vi Việt Nam nói rằng là thiên cơ cử môn gặp hóa kỵ ở đây, thì bố mẹ bạn là một người là những người tương đối có trí tuệ, nhưng hóa kỵ đóng ở đây khiến cho các cụ khắc khẩu. Đấy, khắc khẩu nhé. Rồi và nhưng quan hệ với bạn với bố mẹ thì tương đối tốt, bởi vì rất sáng mà bố mẹ bạn là những người sẽ giúp đỡ bạn rất là nhiều trong công việc trong mọi thứ. Đấy. Về cung phúc đức là bạn có sao tử vi thiên tướng, đây cũng chính là tiền kiếp của bạn, bạn cũng sinh ra có một tiền kiếp tốt, và bạn yên tâm rằng tử vi thiên tướng nằm cung phúc đức thì cái lộc rồi sự may mắn của bạn trong thời gian tới nó sẽ, nhất là sau 32 tuổi bạn sẽ được hưởng cái việc đấy, và bạn sẽ cũng tương đối ổn định chứ không vất vả lắm đâu, nên cứ yên tâm vì cung phúc đức của bạn đẹp lắm, họ hàng nhà bạn đông, nhiều người có chức sắc nên là bạn cũng có thể nhờ vả được đấy. Về cung quan lộc có sao thất sát thì bạn nên làm trong những ngành liên quan tới sự có dao kéo, cầm dao cầm kéo này, đao kiếm này, rồi hoặc là bạn có thể làm thanh tra giám sát này, rồi bạn có thể làm những cái việc liên quan đến giải trí ăn uống là cũng sẽ phù hợp với bạn. Cung điền trạch của bạn là có sao thiên lương hãm nhưng có lộc tồn, nghĩa là bạn sẽ chậm có nhà thôi, chậm nhà cửa đất cát thôi, nhưng mà bạn về hậu vận cũng là rất là nhiều đất cát và điền sản, cứ yên tâm là đời bạn về tiền bạc sẽ không vất vả, bởi vì hóa lộc rồi mã khắc khách tại mệnh là những người sẽ rất là may mắn trong chuyện tiền bạc, nhưng tiền của bạn sẽ không đến liên tục mà nó sẽ đến đùng một cái, nó sẽ có lộc như thế, và những năm mà sẽ có lộc về tiền thầy sẽ dự báo để cho bạn có một cái kế hoạch để mà giữ hoặc là gửi tiền không có lại bị trộm cắp nó nhòm ngó, vì cung nô bộc của bạn là có sao phục binh này, sao này sao phục binh và sao linh tinh là hai cái sao mà, nên là bạn rất hay bị chính nô bộc gièm pha ngáng đường, chồng bạn cũng là một nô bộc đấy, đây cung chồng nó cũng khiến cho như thế, rồi sao linh tinh làm cung nô bộc cũng thế, cũng khiến cho chồng của bạn hoặc là những người bạn chơi với bạn hay dễ bị nghiện ngập bài bạc, nghiện hút các thứ, nó nằm cái sao linh tinh này đó. Thế thì rồi cung sức khỏe của bạn thì tạm thời bạn chưa có vấn đề gì lớn về sức khỏe, nhưng về sau này á, đào hoa mà nằm cung tận ách thì cái việc có con của bạn sẽ càng về sau càng khó hơn. Đấy. Đào hoa này cái sao mà dễ khó có con đấy. Khó nghĩa là khó mang bầu hơn, nên bạn năm nay 29 rồi, nếu có ý định sinh nở tiếp thì bạn sẽ cố gắng mà lấy chồng sớm hơn để bạn sinh con. Về công danh sự nghiệp của bạn thì sao thất sát nó là rực sáng, nó nằm ở cung quan lộc,
nên bạn làm ở đâu thì bạn cũng là một người làm việc tương đối xuất sắc. Quý thất sát rồi nằm rồi phượng cát là tứ linh chiếu cung quan lộc là cũng được độ này, thánh độ này, ân quang nằm cung quan lộc cũng được phật độ này, rồi có người cao quý giúp đỡ, giải thần rồi thiên tài nằm ở cung quan lộc cũng khiến cho bạn là người mà xuất sắc trong công việc. Sao thiên trù này đây là nói về việc ăn uống này, sao thiên trù này là sao ăn nhậu. Những bạn nào mà có cung quan lộc mà hoặc là cung tài bạch hoặc là cung mệnh có cái sao thiên trù này thì các bạn nghĩ đến cái việc kinh doanh ăn uống nhà hàng thì được. Còn các bạn nào không có cái bộ sao này thì cẩn thận, đừng có đầu tư vào nhà hàng cà phê mà lỗ nặng đấy. Xem cho bạn một chút nữa về vấn đề phong thủy thì bạn phải thấy rằng là cung chồng ở cung cung điền trạch của bạn có sao cô thần này đó. Cái sao này là chính sao trong nhà bạn, là 99% là nhà bạn có vong âm đấy, âm phá. Thế thì bạn nên kiểm tra bằng cách là có thể qua tử vi Việt Nam để thầy nhìn bạn, có thể mời được các vong linh ở đất của bạn lên để cho bạn chứng minh cho bạn thấy rằng ở đất của bạn đang ở, kể cả bạn đi thuê cũng có sao vong, có vong nó theo đấy. Thì hóa giải đi, cầu siêu cho họ thì mình sẽ có sức khỏe tốt và có trí tuệ tốt để mà làm việc đấy. Một cái nữa là bạn có song hao và đi cùng hóa lộc cũng là một thứ tiêu tiền của bạn, nên bạn phải biết cách chắn chấn đấy. Cách dễ nhất là bạn đeo một chiếc nhẫn, thầy hay nói với các bạn là khi mà song hao tại mệnh đấy, và đi cùng hóa lộc thì nên đeo một cái nhẫn vào ngón tay giữa để chặn, nữ thì đeo bên trái, nam đeo bên phải để chặn cái nguồn tiền lại, dòng tiền lại, bởi vì bạn sẽ kiếm được nhiều nhưng bạn sẽ tiêu hết vì sao đại hao này đấy. Và trong lá số này thì bạn sẽ rất thuận lợi trong từ sang năm trở ra. Sang năm của bạn nó rơi vào cung huynh đệ này, có nhật nguyệt này đóng đồng cung này, có tả hữu chiếu văn xương khúc chiếu ấn hóa khoa chiếu hóa quyền chiếu, nên sang năm bạn vừa có quyền lực này, vừa có thêm cấp dưới, vừa được đi học và được chiều chuộng và ổn định tốt đấy. Nhưng mỗi tội là sang năm vẫn có sao quả tú này, thì bạn vẫn là người cô đơn và đang yêu ai đấy thì sang năm dễ trục trặc và chia tay nhau lắm đấy nha. Năm tiếp theo nữa thì lại rơi vào cung chồng của ngũ khúc thiên phủ, bạn dễ đi thêm một bước nữa và lại kết hôn vào năm tiếp theo là năm 31 tuổi đấy. Và năm đấy nếu bạn kết hôn được thì bạn cũng sẽ rất lợi lạc về công việc và tiền, nhất là tiền đấy. Bạn sẽ lấy được một người chồng tương đối giàu có, đa tài. Và năm 32 tuổi thì bắt đầu bạn lại thêm con, bởi vì năm đấy nó rơi vào cung con đó, và lần này phải sinh mổ đứa con đấy. Đó, năm 33 tuổi thì bạn lại toan tính chuyện đất cát, thêm đất cát nhà cửa đấy. Năm 34 tuổi thì bạn công việc có chút thay đổi, có thể đổi hướng trong việc kinh doanh công việc. Đấy, năm tiếp theo nữa lại đổi nhà đổi cửa rồi bạn sẽ ổn định. Và bạn nhớ là lá số của bạn sau 32 tuổi thì mọi việc của bạn nó sẽ ổn định hơn, kể cả đường chồng này, đường con, rồi về công việc. Tử vi Việt Nam rất mong sau những cái lời mà xem cho bạn thì bạn có một cái ý chí tốt hơn nữa để cải mệnh của mình, giúp cho mình có một cuộc sống thuận thiên. Và bạn yên hết hoàn toàn yên tâm rằng cuộc đời của bạn, những cái đau đớn đấy, những cái mà bạn cảm giác như là khó vượt qua đấy, nó sẽ bắt đầu ổn định cho bạn vào những năm sắp tới, nhất là những năm 32 tuổi trở ra. Và nên quan tâm một chút đến cung điền trạch của bạn nhé, vì có sao cô thần đóng ở đây thì con của bạn cũng rất sẽ khó nuôi ở cái đất đấy, và hay bị khóc, hay bị quấy phá, hay bị ốm vì cái cung điền trạch này. Phong thủy của bạn là không được tốt lắm thì việc này cũng nên hóa giải nó đi thì bạn sẽ ổn định hơn nhiều. Và một điều nữa là bạn có một cái sao âm, cái cục sinh bản mệnh, nghĩa là cái hợp ngũ hành đấy, nên là mọi việc của bạn dần dần nó sẽ đi vào trật tự và nó thuận hơn, nhất là sau 32 này, cục sinh bản mệnh. Nên là của bạn nó sẽ, cuộc đời bạn nó sẽ phát triển đều và đi lên dần 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 đấy, và chéo lên, và như thế là tốt hơn. Và cố gắng làm sao mà càng xa được quê cái nơi mình sinh ra càng tốt, bởi vì thân cư thiên di chỉ phù hợp với những người xa quê lập nghiệp thì thành công hơn. Đó, lời cuối cùng cho bạn là chúc bạn sớm đến 32 tuổi để thành công nó một cách ổn định hơn. Còn sang năm cũng là năm thành công của bạn rồi, nên hãy vui lên. Chúc bạn có một sức khỏe tốt, công việc tốt. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.